Hôm nay tiếp tục góp vui với mọi người một con bấm tơ nữa ha. Ngày này cũng chung chứ con gà hôm qua chung một bầy. Nhìn gọn gọn nghe vậy chứ cũng 293 kg anh nè. Bộ mã con này quá tốt rồi. Lông nó đang thiên thế nè, lông đuôi lúc trước có mọc hai cọng nó bị sâu á, em giật bỏ hết nên nay nó tầm khoảng 80%. Quay góp vui với mọi người chơi ha, tại vì gà bây giờ mấy gà cứng nó cũng hết rồi, còn mấy gà tơ quay xem tham khảo chơi giải trí ha.